hay là cái phần kem phủ ở bên trên. Đây là chiếc bánh ngọt mà mình vừa tô màu xong. Mọi người cũng có thể tô những cái tông màu khác để ra được những chiếc bánh ngọt hấp dẫn của riêng mọi người nhé. Và trong những video lần sau sẽ có rất nhiều chủ đề tô màu hấp dẫn đang chờ đón mọi người. Mọi người hãy tiếp tục đón xem và đồng hành tô màu cùng mình nhé. Và bây giờ mình sẽ dừng video tại đây vì thời lượng video cũng khá là dài rồi. Chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những clip sau nha. Bye bye.